À, dạ chúc bác ạ. Bác ơi, hôm nay cháu sẽ coi cho bác hai con sới thùng phi này nhá. À, bác thử tham khảo xem là chỗ con nào thì chúng cháu sẽ làm cho. À, đây đầu tiên là có một con Mitsubishi này, rồi con bên kia là con Iseki ạ. Thì như bác đã nhìn thấy thì từ xa thì thực sự ra thì đấy cháu cũng vừa xịt sơ thôi. Vừa xịt sơ xong, xịt sơ sơ thì cho nó đẹp xíu. À, không phải đẹp đâu mà cho nó sạch đất đi ấy, nhìn cho dễ nhìn xíu. À, đây ạ. Con Mitsubishi này là động cơ 5 HP bác nhá. Còn con bên Iseki kia thì động cơ là 5,3 PS ạ. Con này là 5 PS thôi ạ. Còn kia 5 con Iseki 5,3 bác nhá. Đây thì cháu sẽ chi tiết cho bác từng con một đây ạ. À, như con như bác thấy nhìn từ xa thì con Mitsubishi này thì động cơ 5 HP đây thì cái bánh của nó sẽ nhỏ hơn con Iseki một xíu. Đấy, bánh nó sẽ nhỏ hơn một xíu ạ. Nhưng mà cái đấy thì cháu nghĩ là cũng không quan trọng lắm, tại vì là cái máy sới thùng phi này thì đa số cái chức năng của nó là nó chuyên sới sau với chia luống thôi nhá. Đó. Thì đa số là làm cháu đa số bán những sới thùng phi này cho những các bác làm chuyên làm rau đấy, chuyên làm rau màu đấy, nói chung là sới rau trồng rau màu, trồng các loại rau thơm đấy, đấy chuyên trồng rau màu hoa thì rất là đa dụng và dễ sử dụng, chị em phụ nữ cũng có thể xài được ạ, rồi là rất là nhẹ nhàng nha bác nhé. Đấy ạ, đây như con này 5 HP đây, con này Mitsubishi động cơ 5 HP thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, nó có cái gài sới này, gài côn gài sới này, các tần số này, đây tần số này 1, 2 này, re này, số sới này, số đi này, đó rất đơn giản luôn nha. Đấy, 1 này, mo này, 2 này, 1, 2 tiếng này, số mo này, số re re này, số sới này, nhanh chậm ấy, đó rất đơn giản luôn nha. Còn thì ở đây công tác tắt máy nào ở đây, on off đây, cho tụi mình on off đây, rồi tay ga nào, thì đi đây. Tay ga đây ạ, đó, gài côn này là chạy thôi, đi cứ nhấn là đi thôi, rất ok. À, cái này hình như là bóp vi sai này, đúng rồi, cái này là cái tay lái này là bóp vi sai bác nhá. Bóp vi sai tức là sao ạ? Cái bánh, hai cái bánh này nó xài bóp cái tay phanh này thì nó sẽ chuyển vào chế độ vi sai, tức là sao? Khi mà bác đánh lái bên nào ấy, đánh lái nó sẽ rất là nhẹ. Đó, nó cực kỳ nhẹ luôn bác nhá, nó rất là nhẹ luôn. Còn đây này, hỗ trợ vi sai này bác này. Đây, kia hệ thống vi sai nó bên trong lốc hộp xe thùng số này. Còn nếu mà bác không bóp ấy, thì nó chỉ đi thẳng thôi, bác đánh lái thì nó sẽ rất là cứng. Đấy, nhưng mà khi bác bóp cái đó rồi á, bóp cái tay phanh này rồi á, tôi bóp hỗ trợ vi sai, bác bóp quay qua quay lại này. Đấy, hiện tại đây này nó rất là nặng này, khi mà mình bóp ấy, bóp cái này là nó sẽ hỗ trợ nó rất là nhẹ cho mình bác nhá. Nhẹ cho mình. À, cái máy này thì cái hai cái lốp này thì nó hơi bị xẹp lốp một xíu, nhưng mà nếu bác lấy thì tôi sẽ làm cái chi tiết cho. Đây ạ, để cháu chỉ vừa xịt sơ nước cái thôi. E gió này thì vừa xịt gì nó bị bung mất cái phe mất, thì nó cháu chưa có đáp ở chỗ đang để bên ngoài kia. Khi mà bác chốt con nào thì cháu hoàn thiện tất cả đầy đủ chi tiết cho bác, không phải lo. Đây ạ, các chi tiết của nó vẫn còn, ốc cũng còn rất là vàng, rất là tươi luôn ạ. Đây ạ, bác thấy này, lốc máy, cái lớp sơn đen của lốc máy còn nguyên bản hết bác nhé. Đây, các chi tiết thực sự là bên trong rất là ok hết ạ, sáng sủa lắm bác nhé, sáng sủa luôn ạ. Mitsubishi động cơ OHV bác nhá, hai con máy này đều động cơ OHV bác nhá. Máy rất là, thứ nhất là máy rất là êm này, lợi xăng này, giật rất là nhẹ luôn ạ, dự kéo rất là nhẹ này bác này. Đây, bác nhìn thấy cho kéo dày nhẹ hều luôn ạ, giật rất là nhẹ luôn, hỗ trợ căng xả động cơ OHV này, nhẹ kéo nhẹ hều à, máy nổ êm nữa đó. Đây, đằng trước của nó đây có cục tạ này, logo Mitsubishi này, màu đen này. Đấy, chỗ thay nhớt này, các chi tiết lốc rất là sáng luôn bác nhá, ok lắm, ốc còn vàng lắm này. Đó, ốc còn vàng lắm bác ạ, ok luôn. Đó, Mitsubishi. Đấy, bô lên này. Bô này thì chỉ hơi bị dỉ sơn xíu thôi. Không sao, không quan trọng. Đấy, chi tiết lốp bánh đây. Đấy, Made in Japan. Bốn chiếc còn nào lắm đây. Các chi tiết lốp bánh trong này, động cơ OHV đây bác nhé này. OHV này. Đó. OHV này. Đó, OHV này bác này. Đấy nhá. Đây, các chi tiết lốp của nó, ốc khác của nó còn ok lắm. Cũng xịt nước sơ đấy xíu thôi. Rồi cháu sẽ quay cái liềm cho bác. À, cái liềm này thì cái liềm này nó là dạng lá bác nhá, dạng lá mít đấy ạ. Đây, đây liềm dạng lá mít đây. Đó, cái liềm này liềm dạng lá mít đấy ạ. Đây, nó có mấy cái sợi dây thép thì nãy đây đi nó bị cuốn vào mất. Đây, nó có cái liềm này là cái liềm dạng lá mít. Liềm dạng lá mít đấy ạ. Thì cái liềm này ấy, khi mà mình sới đất ấy, thì nó sẽ, thứ nhất là đất nó sẽ rất là mịn, tơi và mịn ạ. Chứ nó không phải là cứ là dạng liềm khác. Dạng liềm như kiểu riêng các dòng máy khác thì nó sẽ bới đất lên thôi. Còn cái thằng này, cái thằng liềm lá mít này ấy, nó sẽ chém đất cho mình, nó rất là tơi và mịn bác nhá. Đây, bên trong nó có một cái dạng con dao đấy ạ, dạng dao nó chém vào này. Gặp cỏ kia nó cuốn ở đây phát là chém đứt luôn nhá bác nhá. Rất là ok luôn. Đây, liềm này. Đó, hai bên hai chiếc này. Đó, rất là ok. Liềm lá mít thì rất là chuộng cho các bác nào trồng rau màu muốn đất nó mịn, nó tươi đấy.
sự là nó đất nó làm sẽ làm rất là mịn luôn, tơi mà xốp ấy, mịn đấy. Đây cái diện tích của nó, cái trường này rộng của nó rộng được khoảng 60 bác nhá, 60 đến 65 gì đó, nó ấm tầm đó thôi bác nhá, 65 đổ lại thôi. Đó, nó có chấm tấm bửng chắn này, đó, có chân định hướng định cao cao thấp này, sới cao thấp đấy, đó lưỡi cày luôn, tay cày luôn, có chân trống đấy. Rồi đây thùng thiết của nó đây, nó cũng mới xịt sơ đi thôi, cũng ok lắm bác ơi, đẹp đẽ lắm luôn. Đó, các tấm bửng tấm chắn này đầy đủ hết nhá, đấy khung sơn các chi tiết nhà mác này. Đấy, có chỉnh bánh cao thấp này, chỉnh cái bánh căn cao thấp đấy. Hồi nào mới nhất rồi, có ăn cơm các em ơi. Đây, gà côn phát là đi thôi. Đây, gà côn phát là chạy. Gà côn phát là chạy luôn. Rất là nhẹ đây, nhẹ như đồng hồng luôn đấy. Cầm một tay đẩy, một ngón tay đẩy. Rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Đây, Mitsubishi bác nhá. Đấy, các chi tiết cũng đầy đủ lắm luôn ạ. Vỏ áo này, bửng này, bánh này, bửng này, hộp ở thùng phi này, cần số này, tất cả một còn nguyên bản hết đó nhé. Những cái chi tiết giả dụ như cái vỏ bô này nó hơi bị rỉ sét, rỉ sơn một xíu thì cháu sẽ sơn lại cho bác, nhưng mà cháu nghĩ là cái đánh cũng không quan trọng lắm. Rồi tiếp theo rồi đến con Iseki 63 này, động cơ 5,3 PS bác nhé, 5,3 PS đây, 5,3 PS đây bác này, 5,3 PS đấy ạ, đó 5,3 PS. Thì con máy này nó cũng là động cơ UHV, động cơ UHV rất là liền lạc, rất là mới luôn. Con này thì nó sử dụng cái lốc, cái lốc của nó thì nó không có sơn đen như con Mitsu kia, mà cái lốc của nó sẽ để dạng sáng như thế này. Đây dạng sáng như thế này, đây các chi tiết tem mác thay nhớt nhớt của nó vẫn còn thông số đây, 0,9 lít 80 gì đó. Đây ốc vàng nguyên, các chi tiết này nó còn bóng nguyên ốc nhé, nó chưa có bị rỉ sơn gì cả, chưa có bám đất nhiều, ốc còn vàng nguyên đấy bác này, các chi tiết ốc còn vàng lắm. Đây bánh của nó là vẫn hai máy cũng đều còn sáng sủa nguyên, gần quốc còn đầy đủ hết bác nhé, chưa có mòn bao nhiêu cả, sáng sủa lắm luôn ạ. Đây các cái khóa xăng này của nó bác nhìn thấy này, nó còn màu trắng luôn, ốc còn màu trắng, tức là nó chưa xài nó bao nhiêu ạ. Đây ạ, các chi tiết ốc của ốc đần này, đó ốc đần này, mấy cái chảy xước đây thì vận chuyển quá nhiều máy sới chồng lên nhau, chen vào nhau nên là đôi khi nó sẽ chảy xước như thế này. Nghe gió ốp bác đầy đủ hết bác nhá, này da dẻo màu đen, cái phóng nhựa luôn. Đây, các chi tiết vỏ này, vỏ bửng này. Bình xăng ở đây, bình xăng hơi mo tí nhưng mà cái này thì đúng là cũng không quan trọng lắm ạ. Chỉ cần là bình cái thùng xăng này không lủng là được. Đó, logo Iseki. Iseki bằng thủy tinh bằng nhựa gì đây. Nắp bình xăng loại ga. Đây, lọc liếc đầy đủ hết bác này. Đó, thùng xăng này. Mới lắm ạ. Con này thì rất là mới luôn. Đây, bô này thì cũng chưa có gì. Bô này thì chắc không phải sơn đâu. Chi tiết ốc của bô này thì còn trắng nguyên là bác biết là nó xài ít như thế nào rồi. Đấy ạ, bô vỏ bô còn đen, sơn đen nguyên. Chỉ mỗi cái ống bô này nó hơi rỉ thôi. Đây vỏ bô đen, sơn đen nguyên. Các chi tiết đây. Vỏ viết tem mác đây, tem mác. Iseki 63. Đấy, hai bánh hai bên đều sáng choang luôn ạ. Các đây các chi tiết lốc đây bác nhé. Lốc đây. IC đánh điện ngoài này. Rất là thông dụng luôn và ổn định. Lốc liếc còn sáng nguyên đấy ạ, thực sự rất sáng nguyên, cháu chỉ xịt sơn nữa các bác ạ, chưa có rửa đâu. Đây có một số ít đất đai còn dính đây, cháu chưa kỳ đâu, lười quá. Chú quay cho xem bác, quay nhanh cho bác xem để bác tham khảo chi tiết từng con máy một. Đây ốc còn vàng lắm bác nhá, này trắng nguyên này, ốc combo trắng nguyên, chi tiết đấy IC. Đây cũng động cơ UHV đấy bác nhá, này động cơ UHV này, nhìn hơi khó nhìn xíu thôi, UHV bác không phải lo. Máy bác như nào cháu chung cháu nói chính xác như thế để bác biết, bác tham khảo bác mua. Đây ạ, đặc biệt đây, 0,8, 7 lít này. 0,7 lít tức là cái nhớt hộp C này là đổ vào gần 1 lít đấy, tức là 0,7 lít đấy ạ. Đấy, lấy nhớt hộp C này nhá. Đó, các chi tiết ốc này, ốc giữ dàn sới, dàn C này. Còn mới lắm luôn ạ, vàng ương nguyên ạ, sạch lắm. Chưa có bị ấy gì cả, chưa bị gì xét gì. Nói chung là cái dàn này thì đây, đây không kia. Đây, cái tem này khá thú vị đây. Thích nhất là cái dòng Iseki luôn luôn nó có những cái tem đẹp như thế này. Iseki Co Ltd Made in Japan này ạ, Iseki. Đấy, cái mã số series của máy này. Bây giờ mình chỉ cần quét cái mã này phát là mình sẽ ra ngày tháng sản xuất hoặc là công ty sản xuất nằm ở vị trí nào là mình biết ngay trên đất trên nước Nhật Bản này. Đó. Đây ạ, các chi tiết bên trong này còn sơn xít, còn đen bác nguyên bác nhé. Đây, các chi tiết bừng ốp của nó đây. Đây, buji còn vàng nguyên bác thấy ạ, buji còn vàng nguyên đấy ạ. Buji còn rất là vàng luôn ạ. Buji còn vàng ươm nguyên. Đi vào luôn, chi tiết tem mác này, Giga này. Rồi, chúng ta sẽ quay cái liềm cho bác xem. Đây, tay ga bằng nhựa này, tay ga nhá, công tác này, công tác tắt máy này, gài côn này, giống như tầng nhanh tầng chậm hay sao. Đây, gài côn này, côn của mấy cái dòng này cháu không hiểu tại sao mà nó cũng nhẹ như thế này nữa, tức là nó cũng nhẹ hều như thế này ạ.
rất là nhẹ luôn, đó, đầy đủ lắm đấy. Đó, con này thì rất là liền lạc luôn, từ các chi tiết nhựa, dàn mủ, dàn miếc là nó chưa bị phai màu gì nhiều. Đấy, cần số đây, các chi tiết số đây, bên dưới là sới nhanh, sới chậm này, bên trên là tầm đi này, số re này, số 1 này, số 2 này, mo này, đó, rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Đây, chi tiết thùng của nó đây, đằng sau đây ạ, cái tấm bự của nó đây. Con này thì hình như là cái liềm nó hơi bị mòn một xíu, bác nghe đây, cái liềm của nó hơi bị mòn một xíu, nhưng mà không sao, chúng cháu sẽ thay liềm cho bác. Bác không phải lo về vấn đề liềm này nhá. Chúng cháu sẽ thay liềm cho bác. Những cái liềm nào mà mòn quá hay là bác không chỉ cần bác nói với chúng cháu là không ưng vì về chi tiết gì đó nào đó, tất cả những bộ phận con máy này không ưng về chi tiết nào đó, cháu sẽ đáp ứng lại cho bác. Cháu sẽ theo làm theo yêu cầu của bác. Giả dụ như thay liềm mới này, thay liềm lớn hơn, thay liềm lá, thay liềm này nọ, chúng cháu sẽ làm cho bác, bác không phải lo nhé. Rất đơn giản thôi, chúng cháu bên kỹ thuật và đồ đạc rất là đầy đủ ạ. Đó, cái dàn liềm này nó cũng thuộc khoảng 65 đổ lại bác nhé, 65 phần đổ lại, 2, 1 này, 2 này, 3, 65 đổ lại đấy, 65 phần đổ lại. Đấy, rất là liền lạc luôn. Thì như bác thấy là, đây, cháu chỉ xin sơ nữa thôi. Cũng 12 giờ trưa nên hơi nắng tí. Rồi, ok, cảm ơn bác rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video, cảm ơn bà con nữa. Bởi vì đã quan tâm video ạ, thì bà con cũng xem tham khảo, bác cũng xem tham khảo, thì bác ưng con nào thì chúng cháu sẽ làm cho bác, rồi bác chốt cọc thì chúng cháu sẽ làm cho. Thế cả hai con máy thì cũng đều sới thùng phi sới sau, rất là đẹp đẽ, đầy đủ chức năng, đầy đủ phụ kiện, liền lạc ạ, còn nguyên zin luôn. Thì chỉ cần là bác ưng thôi, chốt con nào thì chúng cháu sẽ làm cho, gửi máy cho bác ạ, gửi tới tận nhà cho bác luôn. Để chi tiết đầy đủ hết bác nhá. Đó, khi mà bác chốt con nào đó chúng cháu làm xong ấy, làm xong rồi ấy, làm xong máy xong, sạch sẽ xong, chúng cháu sẽ có một cái video hướng dẫn để cách bác sử dụng máy, để khi nào bác gặp sự cố gì về máy thì bác có thể là nhìn cái video đó bác khắc phục, hoặc là cứ gọi trực tiếp cho cháu để chúng cháu hướng dẫn. Về bất kỳ dòng máy nào cũng vậy ạ, bán cho khách hàng thì chúng cháu cần phải quan tâm những cái vấn đề như thế để cho các khách hàng các bác sử dụng nó ổn định nhất có thể. Đấy ạ. Rồi, ok, cảm ơn bác nhá, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Bác muốn mua hàng hoặc là bà con muốn mua hàng thì cứ liên hệ theo số điện thoại là 0326 536 152 ạ. Thì chúng cháu sẽ chốt cho ạ, rồi là làm máy rồi gửi máy cho ạ. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ.